Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài hoạt động ngữ văn trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2 trang 147. Nhiệm vụ của tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đọc diễn cảm các văn bản nghị luận trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 kỳ 2. Các em hãy chọn một trong ba văn bản nghị luận sau để đọc diễn cảm. Thứ nhất, tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Thứ hai, sự giàu đẹp của tiếng Việt. Và thứ ba là bài ý nghĩa văn chương. Yêu cầu đặt ra đó là các em phải chuẩn bị bài đọc, dùng bút chì đánh dấu những điểm cần lưu ý ở bài tập đọc ở nhà, đọc trôi chảy, rõ ràng, làm nổi bật các câu luận điểm, tư tưởng, tình cảm gây chú ý và các dẫn chứng. Các em phải chú ý đến các dấu câu, chỗ ngừng sau dấu chấm và cả chỗ xuống dòng nữa nhé. Các em có thể tham khảo những hướng dẫn sau đây. Thứ nhất, đó là bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Về nội dung của bài này, bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã làm sáng tỏ một chân lý, đó là dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đúng không nào? Đối với bài này, thì giọng đọc chung của toàn bài sẽ là giọng điệu hào hùng, phấn chấn, dứt khoát và rõ ràng các em ạ. Đoạn mở đầu, trong đó hai câu đầu, các em phải nhấn mạnh các từ ngữ như nồng nàn, đó là giọng khẳng định chắc nịch. Còn câu 3 thì ngắt đúng với câu trạng ngữ 1, 2, cụm chủ vị chính, đọc mạnh dạn, nhanh dần, nhấn đúng mức các động từ và tính từ làm vị ngữ, định ngữ. Ví dụ như sôi nổi, kết, mạnh mẽ, to lớn, lướt, nhấn chìm tất cả. Tiếp theo, đối với câu 4, 5 và 6 thì chúng ta phải nghỉ giữa câu 3 và câu 4. Câu 4 thì đọc chậm lại, sao cho rành mạch, nhấn mạnh các từ như có, chứng tỏ. Câu 5 thì đọc với giọng liệt kê. Và câu 6, các em chú ý giảm cường độ đọc nhỏ hơn và lưu ý các ngữ điệp, đảo, dân tộc anh hùng và anh hùng dân tộc. Đối với đoạn thân bài thì các em cần đọc liền mạch và đọc với tốc độ nhanh hơn một chút. Câu đồng bào ta ngày nay thì cần đọc chậm và nhấn mạnh chữ cũng rất xứng đáng, tỏ rõ ý liên kết với đoạn trên các em ạ. Câu những cử chỉ cao quý đó thì cần đọc nhấn mạnh các từ giống nhau, khác nhau để tỏ rõ ý sơ kết và khái quát. Trong phần này, các em còn cần chú ý các cặp quan hệ từ như từ đến và cho đến. Cuối cùng là đoạn kết. Trong đoạn này thì chúng ta sẽ đọc chậm và hơi nhỏ hơn. Ba câu trên thì đọc nhấn mạnh các từ cũng như và nhưng. Còn hai câu cuối thì đọc với giọng giảng giải, chậm và khúc chiết. Nhấn mạnh các ngữ nghĩa là phải và các động từ làm vị ngữ như giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho. Các em có thể lắng nghe cô đọc lại văn bản. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước, từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ. Từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận, chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc, đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương, nhịn ăn để ủng hộ bộ đội. Từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân, mà mình thì xung phong giúp việc vận tải,
cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho chính phủ. Những cử chỉ cao quý đó tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy, nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong dương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày, nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Tiếp theo, các em dở sách giáo khoa trang 34, theo dõi bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt. Đối với bài này, bằng những lý lẽ, chứng cứ chặt chẽ và toàn diện, bài văn đã chứng minh sự giàu có và đẹp đẽ của tiếng Việt trên nhiều phương diện như ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Tiếng Việt với những phẩm chất bền vững và giàu khả năng sáng tạo trong quá trình phát triển lâu dài của nó là một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc, đúng không nào? Cụ thể, giọng đọc đối với bài này, giọng đọc chung của toàn bài là giọng điệu chậm rãi, điềm đạm với tình cảm tự hào. Các em chú ý, đọc hai câu đầu thì cần chậm và rõ hơn, nhấn mạnh vào các từ ngữ như tự hào, tin tưởng. Còn đoạn, tiếng Việt có những đặc sắc cho đến thời kỳ lịch sử, thì các em chú ý từ điệp tiếng Việt, ngữ mang tính chất giảng giải, nói thế cũng có nghĩa là nói rằng. Tiếp theo, đối với đoạn từ chỗ tiếng Việt cho đến văn nghệ thì các em nhớ đọc rõ ràng, khúc chiết và lưu ý các từ in nghiêng như chất nhạc, tiếng hay. Còn câu cuối cùng của đoạn thì các em nhớ đọc với giọng khẳng định thật vững chắc nhé. Các em có thể lắng nghe cô đọc lại văn bản. Sự giàu đẹp của tiếng Việt. Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kỳ lịch sử. Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp. Nhiều người ngoại quốc sang thăm nước ta và có dịp nghe tiếng nói của quần chúng nhân dân ta đã có thể nhận xét rằng tiếng Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc. Họ không hiểu tiếng ta và đó là một ấn tượng của người nghe và chỉ nghe thôi. Vì vậy, lời bình phẩm của họ có phần chắc không phải chỉ là một lời khen xã giao. Những nhân chứng có đủ thẩm quyền hơn về mặt này cũng không hiếm. Một giáo sĩ nước ngoài, chúng ta biết rằng nhiều nhà truyền đạo Thiên Chúa nước ngoài cũng là những người rất thạo tiếng Việt, đã có thể nói đến tiếng Việt như là một thứ tiếng đẹp và rất rành mạch trong lối nói, rất uyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lành trong những câu tục ngữ. Tiếng Việt chúng ta gồm có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú. Tiếng ta lại giàu về thanh điệu. Giọng nói của người Việt Nam ngoài hai thanh bằng là âm bình và dương bình còn có bốn thanh chắc. Do đó, tiếng Việt có thể kể vào những thứ tiếng giàu hình tượng ngữ âm như những âm giai trong bản nhạc trầm bổng. Giá trị của một tiếng nói cố nhiên không phải chỉ là câu chuyện chất nhạc, là một phương tiện trao đổi tình cảm ý nghĩ giữa người với người. Một thứ tiếng hay trước hết phải thỏa mãn được nhu cầu ấy của xã hội. Về phương diện này, tiếng Việt có những khả năng dồi dào về phần cấu tạo từ ngữ cũng như về hình thức diễn đạt. Từ vựng tiếng Việt qua các thời kỳ diễn biến của nó tăng lên mỗi ngày một nhiều. Ngữ pháp cũng dần dần trở nên uyển chuyển hơn, chính xác hơn. Dựa vào đặc tính ngữ âm của bản thân mình,
tiếng Việt đã không ngừng đặt ra những từ mới, những cách nói mới, hoặc Việt hóa những từ và những cách nói của các dân tộc anh em và các dân tộc láng giềng để biểu hiện những khái niệm mới, để thỏa mãn yêu cầu của đời sống văn hóa ngày một phức tạp về mọi mặt, kinh tế, chính trị, khoa học, kỹ thuật, văn nghệ. Chúng ta có thể khẳng định rằng cấu tạo của tiếng Việt với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây là một chứng cứ khá rõ về sức sống của nó. Đến phần thứ 3, chúng ta đến với bài Ý nghĩa văn chương trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, trang 60. Đối với văn bản ý nghĩa văn chương, với một lối văn vừa có lý lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh, Hoài Thanh đã khẳng định nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm và lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn, đúng không nào? Cụ thể, ở văn bản ý nghĩa văn chương, khi đọc lên thì giọng đọc chung của toàn bài sẽ là giọng chậm rãi, điềm đạm và thể hiện được sự sâu sắc, am hiểu về văn chương. Đi vào chi tiết, khi các em đọc hai đoạn đầu thì cần nhấn khá rõ ràng khi kể lại một câu chuyện. Còn đoạn 2, 3, 4 và 5 thì các em chú ý đọc nhanh hơn để thể hiện tình cảm tự hào, yêu mến đối với những áng văn chương đầy ý nghĩa và chú ý các lặp từ văn chương. Còn đoạn 6 và 7 thì các em đọc chậm lại, khẳng định vững chắc ý nghĩa của văn chương đối với loài người. Các em có thể lắng nghe cô đọc lại văn bản như sau. Ý nghĩa văn chương. Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca. Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài. Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. Vậy thì, hoặc hình dung sự sống, hoặc sáng tạo ra sự sống, nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế, công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha. Một người hàng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem chuyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu vì những chuyện ở đâu đâu. Há chẳng phải là chứng cứ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao? Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần. Có kẻ nói, từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ trông mới đẹp, từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay, lời ấy tưởng không có gì là quá đáng. Nếu trong pho lịch sử loài người xóa các thi nhân, văn nhân, và đồng thời trong tâm linh loài người xóa hết những dấu vết họ còn lưu lại, thì cái cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bực nào? Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài hoạt động ngữ văn trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, trang 147. Hy vọng những gợi ý vừa rồi có thể giúp các em đọc các văn bản nghị luận thật diễn cảm. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại